mạnh quân sự Trung Quốc bám sát Nga sắp thành đối thủ chính của Mỹ. Quân đội Trung Quốc có tổng cộng bao nhiêu quân đoàn? Hải quân Trung Quốc chế tạo súng điện từ mạnh nhất hành tinh. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong tuần này, công bố danh sách xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2023, trong đó Nga đứng sau Mỹ và Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp. Báo cáo thường niên kể từ năm 2006 xếp hạng 145 quốc gia trên thế giới dựa trên khả năng tác chiến trên bộ, trên biển và trên không với các phương tiện thông thường. Bảng xếp hạng xem xét các yếu tố bao gồm số lượng thiết bị quân sự và quân đội mà mỗi quốc gia có, cũng như tình hình tài chính, địa lý và nguồn lực sẵn có. Đáng chú ý, bảng xếp hạng chỉ đánh giá quân đội theo quan điểm thông thường mà bỏ qua khả năng tấn công hạt nhân. Hơn 60 yếu tố để đưa ra điểm, và điểm càng gần không thì quân đội càng mạnh. Mỹ dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ và phát triển trong các lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và máy tính viễn thông quan trọng. Các tính toán bao gồm quy mô ngân sách của Lầu Năm Góc với hơn 750 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn 3 lần so với Trung Quốc, đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ và quy mô của Không quân Mỹ. Cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy những hạn chế chính trong khả năng quân sự của Nga về khâu chuẩn bị, lãnh đạo, huấn luyện và cung cấp. Số điểm của Nga là 0,0714. Trung Quốc đã phát triển sức mạnh quân sự nhanh chóng trong những năm gần đây, xếp Trung Quốc đứng đầu về quân số thường trực và sức mạnh của hạm đội hải quân. Điểm của Trung Quốc là 0,0722. Tính đến tháng 4 năm 2023, lực lượng thường trực ở Trung Quốc có quân số lên tới hơn 761 triệu người, cùng với 50 tàu khu trục, 78 tàu ngầm và nhiều tài sản quân sự khác. Trung Quốc có lợi thế đặc biệt về kinh tế, nhân lực và tập trung tăng cường khả năng tác chiến trên bộ, trên biển và trên không. Nếu xu hướng này tiếp tục, Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ quân sự chính của Mỹ trên toàn cầu. Cũng theo danh sách, còn có Ấn Độ thứ 4, Anh thứ 5, Hàn Quốc thứ 6, Pakistan thứ 7, Nhật Bản thứ 8, Pháp thứ 9, Ý thứ 10, Thổ Nhĩ Kỳ thứ 11, trong khi đó Ukraine xếp vị trí 15 và Đức là 25. Sau cải cách lớn năm 2017, quân đội Trung Quốc còn bao nhiêu quân đoàn và một quân đoàn của quân đội Trung Quốc có bao nhiêu quân, sức mạnh ra sao? Sự thay đổi về tổ chức biên chế của quân đội Trung Quốc. Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 đến nay, quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc luôn giữ kỷ lục là quân đội có số lượng quân đông nhất thế giới. Vào thời điểm cao nhất, PLA có tới 6 triệu quân, biên chế hơn 70 quân đoàn. Sau khi tiến hành cải cách mở cửa năm 1978, nền kinh tế Trung Quốc có những bước phát triển thần kỳ, đồng thời chính sách hiện đại hóa quân đội đã đưa quân đội Trung Quốc phát triển hiện đại hơn và số quân cũng giảm đi theo thời gian. Trong quân đội Trung Quốc, quân đoàn là đơn vị tổ chức biên chế chiến đấu lớn thứ hai, chỉ đứng sau cấp quân khu. Trong đợt cải cách quân đội Trung Quốc mới nhất gần đây, số quân đoàn của Trung Quốc giảm xuống còn 13 và được coi là xương sống sức mạnh của lục quân Trung Quốc. Vậy mà quân đoàn của Trung Quốc có bao nhiêu quân? Trước hết, quân đội Trung Quốc được tổ chức thành các quân binh chủng khác nhau, bao gồm lục quân, hải quân, không quân, binh chủng tên lửa và lực lượng hỗ trợ hậu cần chung, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Quân ủy Trung ương. Trong số các quân binh chủng, lục quân là lực lượng chủ yếu từ trước đến nay của PLA, trong khi lực lượng không quân là lực lượng có quân số ít nhất và quân đoàn chỉ tổ chức ở quân chủng lục quân. 13 quân đoàn tương đương 120 lữ đoàn được phân bố trong 5 quân khu, không chỉ là lực lượng trụ cột của quân đội Trung Quốc mà còn là lực lượng khá lớn trên thế giới. Hiện nay PLA hiện có tổng cộng là khoảng 2 triệu quân nhân đang tại ngũ, trong đó lục quân gồm khoảng 1 triệu quân, biên chế thành 13 quân đoàn, mỗi quân đoàn có khoảng 80.000 quân. Cải cách quân đội Trung Quốc. Trong quá trình phát triển, Trung Quốc đã tiến hành nhiều lần cải cách quân đội để phù hợp với con đường phát triển của Trung Quốc. Trong những năm 1980, Trung Quốc tổ chức lại quân đội bộ binh truyền thống và bắt đầu xây dựng quân đội theo hướng hiện đại. Vì quân đội Trung Quốc lúc bấy giờ, quân số còn rất đông, tổng cộng có tới 24 quân đoàn, được biên chế ở 7 đại quân khu. Năm 1997, Trung Quốc đã tiến hành cải tổ quân đội, giảm 500.000 quân. Các quân đoàn cũng được giảm tương ứng từ 24 quân đoàn xuống còn 18 quân đoàn. Trong vòng 20 năm, quân đội Trung Quốc đã duy trì 18 quân đoàn. Trong số 18 quân đoàn có 7 quân đoàn loại A và 11 quân đoàn loại B và có sự khác biệt về sức mạnh giữa các quân đoàn loại A và B. Có thể thấy qua tên gọi, cũng có thể thấy được sức mạnh của quân đoàn loại A hơn hẳn quân đoàn loại B. Lúc này, quân đoàn loại A có quân số lên tới 70.000 đến 80.000 quân. Sức mạnh của quân đoàn B ít hơn hàng chục nghìn quân, khoảng 50 hoặc 60.000 quân.
về tổ chức biên chế tiêu chuẩn một quân đoàn Trung Quốc khi đó gồm lực lượng chiến đấu bao gồm một lữ đoàn pháo binh, một trung đoàn phòng không, một lữ đoàn hoặc sư đoàn xe tăng, trung đoàn không quân, 3 sư đoàn bộ binh. Về lực lượng bảo đảm nguồn lữ đoàn công binh, lữ đoàn thông tin và tác chiến điện tử và các đơn vị bảo đảm khác. Cho đến năm 2016, Trung Quốc đã tổ chức nhiều hơn đơn vị đặc biệt và đưa vào trang bị vũ khí mới nên cần có lực lượng chuyên nghiệp nhiều hơn. Năm 2017, Trung Quốc tiếp tục cải cách quân đội từ 7 đại quân khu tổ chức thành 5 chiến khu. 18 quân đoàn của quân đội Trung Quốc đã được thu gọn và sáp nhập thành 13 quân đoàn. Sức mạnh của 13 quân đoàn Trung Quốc hiện nay. Thời đại đang thay đổi nhanh chóng với tỷ lệ GDP của Trung Quốc liên tục tăng nhanh sau hơn 30 năm sau cải cách mở cửa. Điều này cũng giúp nhanh chóng hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Trong thời đại công nghệ cao ngày nay, mô hình quân đội truyền thống ban đầu của Trung Quốc đã được chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu của một đội quân có khả năng phản ứng nhanh hơn là lực lượng chủ lực của PLA. 13 quân đoàn đã trở thành đối tượng ưu tiên của cải cách. Vì vậy, sau đợt cải tổ quân đội năm 2017, tổ chức biên chế tiêu chuẩn của 13 quân đoàn Trung Quốc cũng có nhiều thay đổi. Các sư đoàn và trung đoàn thuộc quân đoàn trước kia đã bị xóa bỏ và thay thế sẽ là từ 11 hoặc 12 lữ đoàn, bao gồm lữ đoàn bộ binh, lữ đoàn đặc nhiệm, lữ đoàn xe tăng, lữ đoàn pháo binh và lữ đoàn yểm trợ. Về vũ khí, trang bị, Trung Quốc cũng đang có xu hướng sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để tăng cường sức mạnh của quân đội nói chung và quân đoàn nói riêng như xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99, pháo tự hành bánh rơi PCL-181, các thiết bị nhìn đêm UAV và loại dần vũ khí cũ ra khỏi biên chế. Trước mắt, 13 quân đoàn hiện tại của PLA đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phù hợp với sự phát triển của đất nước, sử dụng số lượng nhân lực hợp lý nhất để thích ứng với các vũ khí hiện đại do Trung Quốc chế tạo. Có thể đánh giá, mô hình cải tiến các quân đoàn của quân đội Trung Quốc đã lấy mô hình của quân đội Mỹ để làm mẫu, khi chú trọng về khả năng cơ động, tin học hóa, thông tin hóa, vũ khí hóa và chuyên nghiệp hóa. Về chiến lược, Trung Quốc đã rời bỏ tư tưởng náu mình chờ thời, quyết không đi đầu, không gây xung đột, chuyển sang tư tưởng mới, trong đó có trọng tâm xây dựng một quân đội hiện đại có khả năng cạnh tranh cao trên thế giới. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ ngày càng có nhiều thách thức mới, do vậy việc nâng cao khả năng chiến đấu của 13 quân đoàn cũng sẽ là trọng tâm của thời gian tới của quân đội Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc đang thử nghiệm loại súng điện tử mạnh nhất thế giới cho phép phóng các loại đạn pháo với vận tốc cực cao. Dẫn nguồn tin từ các nhà khoa học tham dự dự án, hôm 25 tháng 8 đưa tin trong lần thử nghiệm mới đây, súng điện tử cỡ lớn của Trung Quốc đã bắn một quả đạn nặng 124 kg với tốc độ 700 km/h. Tầm bắn của loại súng điện tử này vẫn được giữ bí mật. Đây là loại đạn có trọng lượng lớn nhất từng được sử dụng trong thử nghiệm súng điện tử. Súng điện tử hay còn gọi là máy gia tốc điện tử là loại vũ khí ứng dụng công nghệ từ trường để bắn đạn đi với vận tốc cực lớn. Với công nghệ từ trường, súng điện tử giữ cho viên đạn trong nòng đi thẳng và không để đạn va chạm tới thành nòng. Điều này cho phép đạn dược được bắn liên tục, đạn nạp nhanh và không làm mòn nòng súng. Nhiều chuyên gia vũ khí cho rằng súng điện tử là loại vũ khí có thể cách mạng hóa chiến tranh, cho phép thực hiện các cuộc tấn công nhanh với độ chính xác cao. Súng điện tử cỡ lớn thậm chí có thể phóng tên lửa và vệ tinh vào không gian. Mỹ hiện là đối thủ cạnh tranh với Trung Quốc trong sản xuất súng điện tử cỡ lớn. Phòng thí nghiệm Sandia của Mỹ đang thử nghiệm loại súng điện tử cỡ nòng 120mm và có thể bắn loại đạn nặng 18km. Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí khoa học cho hay, súng điện tử thông thường chỉ có thể bắn đạn nặng vài gram hoặc có đường kính vài mm. Súng điện tử càng lớn thì có thể bắn đạn càng nặng. Một quả đạn pháo cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn của Mỹ nặng khoảng 43kg. Giáo sư thuộc Đại học Kỹ thuật Hải quân Trung Quốc cho hay. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.